thùng loa kéo ha, từ nhỏ tới mẫu nhỏ tới mẫu lớn ha. Đây có rất hiện ha, đây micro này ha, có nhiều mẫu ha. Đây phần mạch thì mình có rất là nhiều mẫu ha, thì có gì anh em xem chi tiết mình sẽ gửi qua cho các anh em xem ha. Đây thấy không, rất là nhiều mẫu, mẫu HA, mẫu CS 80W đến 120W, mẫu 2 kênh DP revert chống hú ha. Đây có rất nhiều mẫu, thì tầm buổi chiều mình có hay test đó, thì các anh em có thể theo dõi ha, mình sẽ test từng mẫu cho các anh em. Đây đó, mình sẽ test trên các thùng có sẵn bên mình đó. Đây cái vỏ mình có bán nè, cung cấp cho các anh em nè, có nhu cầu mua về để mình lắp ráp một cái lô kéo loại cao cấp ha, xịn ha. Đây đây có rất là nhiều mẫu ha. Đó thì một số anh em có theo dõi bên mình đó, thì cũng đã biết một số cái mẫu mạch rồi ha. Ok rồi, mẫu hai kênh này, hai kênh số 8673E nè, test trên thùng lô 3 tấc đôi này ha. Đây số mẫu lô, ok không. Rồi thì đây mình đang test nhanh những cái mẫu mạch 250W cộng 250W DSP revert chống hú livestream mẫu cao cấp ha, có nè 5 pin EQ ha. Mình đang test trên thùng lo 4 tấc đôi ha. Đây mình đang sử dụng con 65 này ha. Đây có gắn led nhấp nháy theo nhạc ha. Đây và hai chip 350 không. Đây là thùng lo dạng 5 đó. Thì đầu tiên mình thử tiếng micro cho các anh em ha, thử tiếng micro đây, và thử cái tiếng revert nó có mượn không ha. Đây thì đối với cái mẫu mạch này thì nó đặc biệt lắm, tại vì cái chip revert của nó là lập trình riêng biệt cho phần revert thôi, nên tốc độ lấy mẫu nó rất là cao, nên là tiếng revert nó mượt ha. Ok, đồng thời nó có 5 pin EQ, nó chỉnh tầng số bass sâu xuống gần bằng số sub luôn ha. Đây thử tiếng micro ha. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ok, đối với cái mẫu mạch này nó có đặc biệt là nó có chống hú ha. Đây mình đứng trước lo thì mình nhấn nút bass, còn đứng sau lo thì khỏi ha, nhả ra ha, có khối livestream. Đó, có livestream đầy đủ ha, Bluetooth đầy đủ. Đặc biệt là nó sử dụng bốn tai micro ha, bốn tai micro, bốn bộ micro ạ. Đây mẫu mạch này, mẫu mạch hai kênh ha, mình đang lắp ráp nè. Đây nè, hai bass hai chép rèn kênh nè, hai bass hai chép rèn kênh nè, kêu không. Đây mẫu mạch 250W cộng 250W ha, sử dụng cho lo 4 tấc đôi, 5 tấc đôi, con 65 đến con 75 đánh ok ha. Đây rồi mình thử tiếng micro lại lần nữa ha, mình giảm cái echo xuống chút xíu và mình thử tiếng revert thôi cho các anh em nghe ha. 1 2 6 8 9 10 1 2 4 5 6 8 9 10 1 2 1 2 4 5 1 1 1 2 4 6 8 9 10 1 2. Ok chưa? Thì đây mình thử nhanh cái phần nhạc ha. Nè.
Thank you.